ngày 9 tháng 7, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên xét xử trực tuyến và tuyên phạt bị cáo Lê Văn Vàng án tử hình về tội giết người. Bị cáo Vàng là người đã có hành vi sát hại mẹ ruột ở quận 12 hồi tháng 3 năm 2023. Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, đặc biệt xâm phạm tính mạng của người khác. Bị cáo là người trên 18 tuổi, có đầy đủ sức khỏe nhưng không chịu lao động. Khi bị mẹ la mắng thì giết mẹ. Hành vi man rợ, mang tính côn đồ và thủ đoạn rùng rợn, thể hiện không có tính người nên cần xem xét và tuyên bị cáo mức án nghiêm khắc nhất. Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Vàng từ chối luật sư bào chữa chỉ định và tự bào chữa. Vàng khai, không có mâu thuẫn gì với mẹ, chỉ do mẹ hay la mắng nên ra tay giết mẹ. Do thời gian quá lâu nên không còn nhớ rõ hành vi phạm tội. Sau khi nghe đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị mức án tử hình về tội giết người, bị cáo Vàng cho biết không biết bào chữa và không nói lời sau cùng. Theo nội dung vụ án, khoảng 9 giờ ngày 30 tháng 3 năm 2023, Vàng đi chơi về đến nhà, thấy bà N, mẹ của Vàng, đang ngồi may đồ. Nghĩ đến việc bà N hay cằn nhằn, la mắng vì không đi tìm việc, Vàng xuống bếp lấy một con dao đi đến chỗ bà N đang ngồi may đồ chém liên tục vào cổ bà N. Khi bà N tử vong, Vàng mang một phần thi thể của bà N để vào sọt rác phía trước nhà. Sau đó, Vàng bế cháu ruột sang gia đình hàng xóm gửi nhờ rồi về nhà lấy hai con dao đi tìm giết ông C, cha ruột Vàng. Khi đi bộ đến đầu hẻm, Vàng quay ngược về nhà lấy xe máy thì thấy công an phường cùng bảo vệ khu phố đã có mặt tại nhà Vàng. Hai cán bộ công an yêu cầu Vàng bỏ dao xuống nhưng Vàng không chấp hành mà còn tiến tới tổ công tác. Thấy vậy, ông H, công an phường, liền nổ ba phát súng cảnh cáo và yêu cầu Vàng bỏ dao xuống. Vàng vẫn tiếp tục thách thức nên ông H bắn phát súng thứ tư vào chân Vàng. Sau khi bị bắn, Vàng ngồi xuống đất, buông hai con dao ra sân. Công an đã khống chế và đưa Vàng đi bệnh viện điều trị.